tiểu sử và hoạt động của luật sư Nguyễn Tâm, ứng cử viên khu vực 7 thành phố San Jose. Xuất thân từ chủng viện Thánh Joan, Nguyễn Tâm tốt nghiệp tú tài năm 1974 từ trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Qua Mỹ năm 75, tốt nghiệp BA năm 80, MBA năm 87 và tiến sĩ luật khoa năm 1991. Luật sư Nguyễn Tâm từng là tổng tư khí tiên khởi của cộng đồng công giáo Việt Nam, ủy viên hội đồng sắc tộc và ủy viên thư viện San Jose. Suốt 22 năm, đấu tranh binh vực người cô thế như 700 người làm nghề giao báo, lấy lại 3 triệu 6, 6 Mỹ Kim cho hàng ngàn hội viên CMAA, cứu giúp đồng bào cùng giàu tị nạn tại Thái Lan, đấu tranh trong vụ bích cầu, đại diện cho chiến sĩ Ngọc Hạnh và chiến sĩ Lý Tống, vân vân. Hiện ông đang thực hiện dự án tượng đài Việt Mỹ. Tôi là luật sư Nguyễn Tâm ứng cử nghị viên khu vực 7 với chương trình 5 điểm an cư lạc nghiệp gồm an ninh, housing, việc làm, yếm trợ tiểu thương, giáo dục con em, sức khỏe cho người dân và cuộc sống nhất là lấy lại trung tâm Lucrecia cho cộng đồng mình có chỗ sinh hoạt. Xin dồn phiếu cho luật sư Nguyễn Tâm.